quần quần của anh nè, đây là quần của chị ở đây nè, thấy không? Hai cái quần còn bỏ lại đây nguyên. Hai người chỉ kịp phát áo lên và đi về thôi. Anh em chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trà TV nha. Hiện tại hai anh em mình đang có mặt ở một cái vị trí rất đặc biệt quý vị. Ở đây là có một khu vườn mà cây cổ thụ rất là lâu năm, ta bỏ hoang, ta trồng những cái cây này quý vị, và ta để đây rất là lâu, và khu vườn này quý vị thấy là rất là hoang sơ luôn. Thì hôm nay anh em mình đến đây để khám phá cái khu vườn này và cái câu chuyện tâm linh ở đây. Thì bây giờ Duy Linh và anh Lợi xin mời quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nha. Quý vị và các bạn nếu xem video này hay, nhớ cho anh em chợt mình một like và một đăng ký nha. Anh em mình xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Rồi bây giờ anh em mình xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Duy Linh xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Trà TV. Thì hôm nay tiếp tục chương trình, Duy Linh sẽ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta nghe và xem một mẫu chuyện. Ở đây quý vị thấy là cái cảnh tượng này, khu rừng này, ngôi nhà này thì đang tọa lạc tại Campuchia nha quý vị. Quý vị thấy ở đây có những cái cây rất là cao. Cây này là cây bạch đàn quý vị, rồi cây tràm, nhưng mà nó rất là cao luôn, cao trên 20 mét. Thật là hải hùng ha. Những cái cây này theo Duy Linh nghĩ nó rất là lâu năm luôn. Và ở đây có một câu chuyện tâm linh rất là cực kỳ quan trọng luôn. Thời điểm mà xảy ra việc quý vị, là cái ngôi nhà này là chung quanh nó không có vách, nó chỉ che có cái nóc thôi, mà không biết vách là bị mất hay là bị mục gì thế nào đó, mà chỉ có cái nóc thôi, không có vách xung quanh. Và một hôm đó là trời sụp sụp tối, có một cặp trai gái mà cũng lớn tuổi rồi quý vị. Như là những người này là người nào, nói chung người nào cũng có gia đình hết rồi, nhưng mà kiểu đến với nhau tình một đêm đó. Và họ đã dẫn nhau vào trong cái ngôi nhà này để mà làm cái chuyện ấy. Và khi hai người vào đây ân ái một hồi, thì cái người nam giới đó mới ngó qua cái hàng cây bên đây, thì bỗng nhiên thấy là có một cái vong linh người phụ nữ, cái tư thế là quay ngược quý vị, đưa chân lên trên trời ha, tựa ở trên cái cây bự này nè, tuột xuống. Lúc đó cái người nam giới này rất là sợ hãi và la lên rất là nhiều. Và trong khi đó là hai người không kịp mặc đồ vào mà quăng lại, chạy ra dọc đường mà quăng quần áo lại đây luôn. Không thể nào mặc quần mặc áo vào kịp, bởi vì thấy cái thi thể đó rất là đáng sợ. Bởi vì là họ thấy trong lúc đó là khi mà cái anh này thấy xong la lên, thì cái chị kia cũng vẫn thấy là một người phụ nữ tóc rất là dài, tóc dài cỡ 2 mét luôn quý vị, mà tuột từ trên cây tuột xuống, mà cái hướng đưa đầu xuống dưới đất, mà tóc rất là dài luôn, mà mặt mày máu không. Lúc đó anh chị rất là sợ và tung ra chạy mà không kịp mặc quần áo. Anh chị chạy một mạch lên xe đi về nhà, không kịp mặc quần áo vào, là chạy trong đêm phê. Không biết là cái đêm đó không biết có ai ghi hình lại được anh chị mà trong cái cảnh mà không mặc đồ hay không. Hôm qua anh mới xem được cái kênh YouTube của mình, và anh quyết định liên hệ với mình hôm nay luôn. Và anh dẫn mình đến cái vị trí này. Và quý vị thấy anh chỉ rõ ràng đồ của anh còn bỏ ở đây nè. Là cái sự việc anh mới xảy ra nay khoảng chừng hơn nửa tháng. Quý vị thấy là quần của anh nè, đây là quần của chị ở đây nè, thấy không? Hai cái quần còn bỏ lại đây nguyên. Hai người chỉ kịp phát áo lên và đi về thôi. Và cái sự việc đã xảy ra, không biết là có ai nắm được thông tin gì đó mà mọi người ồn ồn đến đây, vào trong căn nhà này đốt nhang xin số rất là nhiều và làm cái an ninh trật tự ở đây rất là bất ổn. Rồi người nhà, cái người chủ đất này á, người ta mới thuê người mua lá đến đây để mà dừng xung quanh nhà này lại và phá cửa lại luôn, để cho mọi người không vào trong ngôi nhà này được nữa quý vị. Nhưng mà quý vị thấy nè, chung quanh nhà này có rất nhiều dấu chân mà người ta đi là nó mòn xuống, nó láng o luôn. Thì chứng tỏ là người ta cũng đi vòng vòng ở đây mà, người ta xin số hay là gì đó,
hay là các bạn làm YouTube người ta đến đây người ta khám phá gì mình không biết. Thật sự mà khi mình đến đây á, mình đi cảnh ban ngày chứ ban đêm mình không dám đến đây đâu quý vị. Bởi vì ở đây á là thấy cái cảnh này thật là rùng rợn làm sao. Xung quanh này có rất nhiều cây to mà có cây lên hai người ôm luôn quý vị, mấy cây tràm vàng á. Là cỡ hai người ôm mà nó cao tầm 20 mét. Thì quý vị ở quý vị thấy ở Việt Nam hầu như chắc chưa có cây nào mà cao cỡ 20 mét. Thật sự luôn, bây giờ chắc hiếm lắm quý vị. Mình nói về tràm vàng nha, cây là phải hai người ôm. Còn cây phinh diệp á là cỡ một người ôm, trên một người ôm mà nó cao tầm 20 mét đổ lên. Mà có cây nó ngay phân phát luôn quý vị. Mà mình vô đây mình thấy cái khung cảnh này á, mình thấy thật là hải hùng lắm. Chung quanh á rất là rừng. Mà anh chị đó vào trong đây thì vào ban đêm thì mình nghĩ là thật sự cũng hơi cay ha. Vào trong đây mà làm việc này mà xui xẻo gặp cái sự tâm linh xuất hiện ở đây thì không còn gì để bàn nữa, chỉ có nước là chảy mất dép thôi. Rồi bây giờ Duy Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta xem tiếp nha, để Duy Linh khám phá xung quanh cái khu vườn này thử coi có phát hiện những cái gì đặc biệt hay không nha quý vị. Đây, mình nói ra. Rồi nãy giờ anh em mình cũng có ghi hình cái ngôi nhà bỏ hoang này quý vị. Bởi vì cái ngôi nhà này người ta đóng cửa đó, mình không thể nào vào được. Mà ngôi nhà này ngôi nhà lá bình thường quý vị. Nhưng mà câu chuyện tâm linh ở đây rất là cao. Ở phía trên cũng ngôi nhà này là làm bằng tôn quý vị, xung quanh dắt thì chất lá ha. Và ở đây thì tệ nạn ma túy cũng khá là cao, nên là chủ nhà người ta mới khóa cái cửa lại, không cho những cái anh chị mà bên chích ma túy đó vào trong đây được. Thì bây giờ thời lượng chương trình đã khá là dài rồi quý vị, anh em mình sẽ tạm dừng video nha. Anh em mình xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe nha, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Bye bye và hẹn gặp lại.